Sáng mùng 6 tháng 10, diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga đã tổ chức lễ ăn hỏi. Cặp trai tài gái sắc đều là con lớn trong gia đình nên hai nhà thống nhất bắt đầu mọi việc từ sớm để chìm chu nhất trong từng công đoạn, tránh cảm giác bối rối khi ngày trọng đại đến gần. Ngay sau lễ ăn hỏi là lễ xin dâu, Bình An và gia đình đón Phương Nga về quê nhà Phú Thọ. Phương Nga cho biết cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi kết hợp đón dâu lấy ngày. Trong lễ ăn hỏi, Phương Nga và Bình An đều tràn ngập hạnh phúc, cả hai luôn dành những cử chỉ, ánh mắt tình cảm cho đối phương. Trong ngày trọng đại của cuộc đời, Bình An đã bật khóc vì hạnh phúc và được Phương Nga dỗ dành. Trước đó, nam diễn viên chia sẻ anh đã mong chờ ngày này từ rất lâu. Phương Nga, Bình An hẹn hò từ năm 2018 khi người đẹp sinh năm 1998 tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đến dịp Valentine năm 2019, hai người công khai chuyện tình cảm và đến đầu năm 2022, Bình An đã cầu hôn bạn gái. Phương Nga tâm sự, chuyện tình yêu của cả hai êm đềm, gần như không sóng gió, họ chưa bao giờ giận hờn quá lâu. Trong mọi trường hợp, Bình An thường là người làm lành trước. Về phía Bình An, nam diễn viên tiết lộ, anh luôn chiều theo sở thích của bạn gái, dù đôi khi hơi thất thường.